Hỏi luôn. Điểm gì nữa điểm. Con này là mua đâu Giang? Dạ. Con này mua đâu? Con mua sự chú Yên này. Con này mua đây. 60 50 ngàn á. 50 ngàn hả? Dạ. 50 ngàn cũng như chảnh thôi chứ đâu có gì đâu. Hả? Ừ. Chảnh cũng 50 ngàn hả? Ừ. Ừ. Quá nó bán cũng 45 50 rồi. Dạ. À, này là 150 nè. Lan hả? Lan 150. Hồng 150. À, lan 150. À, ly 150. À, ly lớn. Lớn như 50. Ừ. Hả? 70. Cái này 70. Không, bây giờ cũng có ngoài 50. 80. Vậy bữa nay tới tới lễ Đức Phật thầy. Thầy rồi tháng tháng gần tháng 7 hay gần tháng 8 hả? Ừ. Hôm nay tháng 8 có đi ấy rồi chú đi. Đi đâu? Lòng mà. Thì chả em thấy có thường thường mấy có tổ chức đi Tây Ninh hả? Tây Ninh đó. Ừ, trời ơi về mệt rồi. Nó hay từ Tây Ninh nó đuối cho người rồi. Bây giờ lưa lửa tháng nào tổ chức đi Tây Phương nha. Chứng. À, kính thưa toàn thể tất cả các vị, hôm nay mình đi xuống dưới U Minh. U Minh thuộc về ở đây là huyện U Minh dưới Công Sự thuộc tỉnh Kiên Giang. Hôm nay cũng là lễ tuần thất thứ ba cho chú Ba Hùng. Đây là nhân vật này, chú Ba Hùng, ông Đào Văn Hùng. À, chú Ba theo mình gọi thì chú không lớn tuổi, nhưng mà cái tuổi của chú thì nó cũng chạc tương đối là chừng 70 trở lại, do cái phong xương của thế trần và trên con đường thiền hạnh khiến cho tóc chú bị bạc. Và cái người ngoài nhìn vô thì nhìn chú thấy rất là cao tuổi, giống như ông cụ 80-90, nhưng lứa tuổi của chú thì tương đối là chưa đầy 70. Vì vậy cho nên thông thường thì mọi người ai gặp chú lần đầu á cũng nghĩ rằng chú rất là cao tuổi, nhưng mà thực chất thì tuổi của chú cũng chỉ cỡ đó mà thôi. Đây là những cái nét đặc biệt mà nói về chú Ba Hùng á, thì chắc có lẽ tất cả những người liên quan đồng đạo ở vùng trên gần như biết chú rất nhiều, mặc dù chú ở tuốt với miệt thứ Kiên Giang ở dưới này thuộc về phạm trù U Minh. Nhưng mà những cái điểm từ thiện lớn nhỏ trên An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, tất cả các cái đều biết chú. Với một cái nguyên nhân yếu tố lý do là chú hay di chuyển khắp nơi ở các vùng miền này để giao lưu, trao đổi với đồng đạo và học hỏi thêm những điều giáo pháp, nhất là cái công tác thiện hạnh, tức là cái việc từ thiện xã hội. Ý là ở nơi đây mặc dù chưa có cơ sở hoạt động tôn giáo, chưa có những cái điểm để phát triển, nhưng bản thân chú đã vận động và kêu gọi đồng đạo đứng lên để thực hiện tất cả những việc ích cho chúng sanh, nhất là cái việc từ thiện xã hội. Nếu nói về các nhà thì chú không biết cắt được bao nhiêu căn nhà. Nếu nói về cho bệnh nhân nghèo quá thì rất là nhiều bệnh nhân nghèo đã được chú trợ giúp. Nếu nói về bệnh nhân mà xe chuyển bệnh á, chú cũng đã vận động được gần như là tới 2 chiếc xe chuyển bệnh để chuyển bệnh nhân từ tuyến gần cho tới tuyến xa, đều có xe đi di chuyển. Nếu nói về cái công tác mà vấn đề mà đi núi đi non chùa chiền, thực hiện tất cả các cái việc liên quan tới nghi lễ của tôn giáo, chú thực hiện rất là tốt trên mọi lĩnh vực, từ vấn đề an sinh xã hội cho tới vấn đề thực hiện cho tôn giáo. Chú hy sinh một cách rất là nhiệt tình và dấn thân vào cái con đường đạo hạnh không bao giờ lười mỏi trên 20 năm nay. À, đặc biệt hơn nữa thì đây là việc làm của chú, thay vì ai cũng làm giống như mọi khi, nhưng mà sở dĩ á nó được nhiều người mến và anh em ở xa tất cả đều đến á, với một cái lý do thứ hai nữa đó, ngoài công tác thiền hạnh hàng ngày ra và tất cả các công việc giúp đời chia cơm xẻ áo làm tất cả mọi việc phước lợi thì tính năng đặc biệt thứ ba của chú mà ít có những người nào có được đó là rất là vui vẻ và hài hòa, luôn tôn trọng đối với tất cả các anh em và những người tu tập, luôn có sự kính yêu và quý mến, thái độ ôn hòa, tính tình nhà nhẵn,
lúc nào cũng miệng cười nhiều hơn là nói, luôn quan tâm và giúp đỡ bà con sớm chòm gần gũi anh em, từ cái người không tu cho tới người tu, đầy hay đạo gì cũng vậy, đối với chú là lúc nào cũng đầy đủ sự ưu ái. Nơi cái chỗ của chú thôi, mặc dù nó không phải là cái cơ sở lớn, chỉ là cái nhà bình thường, nhưng mà tất cả các đồ chú đến với mọi người đều là từ thiện. Từ chỗ từ thiện đó, gần như người ta lấy cái điểm của chú á để làm cái chỗ giống như cơ sở tu hành. Những ngày 14, 15, 29, 30 thường hay trở về đây rồi đọc giảng, người niệm Phật, lòng ưu ái của bà con chung quanh. Ở xa thì anh em cũng thường khi tới nơi, rồi những chương trình ở trên chánh, từ đây lên tới An Giang, thậm chí xa hơn Châu Đốc, có khi đi xa hơn nữa. Những chương trình mà gì mà liên quan tới đạo sự mà chú thể chống thời gian đi được là chú có thể đi. Tuy nhiên thì với tinh thần cao thượng và cái tư tưởng hy sinh cho Phật Pháp và những cái công hạnh lợi ích nhân sanh, nhất là trên con đường tịnh độ, chuyên tâm niệm Phật của chú, mặc dù là nó có rất là nhiều những cái công hạnh tốt đẹp ở xã hội trong hiện tại, nhưng mà mình nói theo cái luật nhân gian thì có lẽ số vô thường đã đến, định mệnh đã an bài cái nhân duyên của chú nó hết cái hồng trần đủ để điều kiện để sanh về Cực Lạc, giống như Đức Thầy cho biết là não tâm tràng sớm dứt ái hà nên phải dội lìa xa cõi tạm. Cho nên cuối cùng thì bắt đầu vào ngày 10 tháng 8 2022 thì chú tạ thế. Lúc này với cái lứa tuổi là 72 tuổi thì đúng là cái thời điểm của cái một người dấn thân hy sinh cho Phật Pháp, sức khỏe trọn đầy, tinh thần đầy đủ, nhưng dù cỡ nào đi nữa thì cái nhân gian này đó vẫn là giả tạm, giống như lời nói của cô Út Đồng đó rất là hay, là ta bà là giả tạm, Cực Lạc chính là quê, sống thì gửi, thác thì dời. Cho nên đúng cái quy trình Đức Thầy dạy của người tu tập đó, thì mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Hôm nay tuần thất thứ ba của chú, bản thân mình cũng từ trên An Giang mình xuống đây đi ngày qua. Trước là để kính viếng lại một người chú trong môi trường đạo đã có nhiều cái cống hiến cho Phật Pháp, cho tất cả đồng bào và đồng đạo. Thứ hai nữa là cũng là trong cái chỗ thăm tình thân quen, thực hiện chương trình đi lễ để cúng viếng. Trường hợp thứ ba nữa là để mình xác định được những cái con người có ý chí hy sinh và lòng tu tập dấn thân cho chúng sanh, thì nó phải có được những cái sự đền đáp và cái sự tôn kính của những cái bậc hậu bối. Chính vì vậy cho nên dù là xa xôi tới đâu, khó khăn tới nào, thì anh em trẻ tuổi, những người đã từng biết chú, những người đã có cái duyên cảm ơn chú, cũng cố gắng đến một lần, hai lần để ngay những cái ngày tuần thất làm lễ kính viếng và thực hiện những cái nghi thức tôn giáo cầu nguyện để cho chú đầy đủ thêm cái phẩm hạnh để siêu sanh về cảnh giới an lành. Và đây là cái vị trí mà chú đã tạo dựng trong nhiều năm nay để thực hiện chương trình giúp đỡ cho đồng đạo và đồng bào ở khu viên đây, cũng là một phần để phát triển cái nền móng tôn giáo ở đây, một phần để giúp đỡ cho người ta thấu rõ được cái nguồn chân lý của Phật Pháp. Khi mình tới đây mình nghe mà kể lại đó, những lần đầu tiên thực hiện người ta đối với đạo ta nhìn rất là xa lạ, nhưng với cái tinh thần gọi là cái vật chất tinh thần lo đạo á, vừa giúp cơm giúp nước giúp áo giúp nhà giúp cửa đồ đạc ăn uống từ thiện tất cả các cái, từ đó khiến cho người ta thấy được là cái đạo nó không phải chỗ là hình thức, không phải chỗ lời nói, mà là nó bằng một tâm hồn trong sáng và tốt đẹp. Và từ đó mọi người đều học theo cái tính cách, cái tư tưởng trong sáng tốt đẹp đó, đã thực hiện rất là tốt trên cái công hạnh của mình. Và mọi người từ từ thực hiện theo cái công hạnh của chú đã trở thành những con người lương thiện, sống thế gian á rất là tốt với mọi người, gọi là đối với tôn giáo thì hoàn toàn được đẹp. Và đây là cái chỗ linh vị của chú, hôm nay mình đến đây thắp một nén nhang và nói lại cái công hạnh của chú cho toàn thể mọi người để nghe hiểu thêm.
Dạ, vị trí này là chỗ của chú để thành lập cái gọi là cái cơ sở đạo tràng vào á, để cho những cái đồng đạo xa gần ai thích đến đây để ở nghỉ ngơi rồi niệm Phật, những người ở sớm thực hiện chương trình từ thiện 14, 15, 29, 30 đến chỗ này cũng có chỗ để nghỉ ngơi, có chỗ để tiếp tục thực hiện công hạnh tu tập trong cái thời khóa. Khu viên này cũng nhỏ thôi nhưng mà nó có đầy đủ tình người và cái tình đạo vị, nó có trang chứa tất cả các sự yêu thương, có mọi sự dung hòa, hợp sát cái đường xe luôn. Đây là vị trí của chú nha. Đây là chú Ba Hùng, ông Đào Dân Hùng.